Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Phono TV. Mấy ngày hôm nay thì thông tin một nhóm người lạ mặt khoảng 50 người đã xông vào tỉnh Thất Bồng Lai ở Long An, nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu và nhiều bé cơ nhỡ, để đập phá và đang được xã hội quan tâm rất lớn. Nhóm người này đã được khuyên can, nhưng với lý do là con gái của họ năm nay là 22 tuổi đòi đi tu và gia đình đã phản đối. Cô ấy thì đã trốn hơn 2 tháng và gia đình họ hàng cho rằng là đang bị giam giữ ở tỉnh Thất. Và sau khi tới đây và đã quậy phá, chửi bới, lăng mạ các sư thầy ở đây, và hậu quả là một sư thầy đã bị trọng thương. Và sự việc này thì đang gây phẫn nộ. Tới ngày 26 tháng 10 thì nhóm côn đồ lại tiếp tục tới tỉnh Thất và quậy phá một lần nữa. Ngay kể cả có mặt của lực lượng chức năng là công an, nhưng nhóm côn đồ vẫn rất hung hăng. Bản thân tôi thì thấy rằng là sự việc này chưa rõ nguyên nhân, nhưng mà với cư xử như vậy thì tôi thấy rằng là làm như vậy là chưa đúng, và tôi rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để làm rõ sự việc, đặc biệt là cái việc mà ném gạch đá vào một nơi mà có nhiều người già và trẻ con như vậy là một hành động không thể chấp nhận được. Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng để điều tra và làm rõ sự việc.